Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bảy gắn mấy bạn ơi. Hôm nay mình vẫn là đi một mình em nha mấy bạn. Rồi đó, đằng trước này mình có tay này nha mấy bạn. Này mới vô tay đầu tiên luôn. Tay này hổng gà từ lúc văng giờ nó cũng không dính mấy bạn ơi. Rồi bữa nay có dính mấy bạn ơi. Thấy rồi, thấy nó đây nè. Đấy mấy bạn ơi, mình qua đây cho dễ vô mấy bạn ơi. Bạn nhìn thấy nằm trên đó, con này cũng không to hung nữa bạn ơi. Rồi tay này từ lúc mình văng thấy dở chưa dính con mấy bạn, bữa nay nó mới chịu dính con này, con đầu tiên mấy bạn ơi. Con này chắc cũng cỡ 3 lạng à, 2 lạng rưỡi 3 lạng chứ không bự hung mấy bạn ơi. Rồi hành trang của mình đây, hành trang của mình là gồm một cái túi nghe mấy bạn, như thuốc hút. Còn đây là lưới mình đem theo, mấy tay gắt để mình dậm dậm thêm này nha mấy bạn. Đó. Đây, đây mấy bạn thấy không? Trời trời trời, thấy nó tưởng nó hiền mấy bạn, vừa đụng nó làm thấy ghê không? Ồ, nè, cho mày lên YouTube nghe con. Đó. Này mình văng đây ngay bụi tre nghe mấy bạn. Bụi tre với chấm chấm mình văng nó bò qua bò lại kiếm ăn đó. Rồi giờ này nó hung lên nha mấy bạn thấy không? Kênh xà mông với mình là đó. Ghê mấy bạn, nó táp đi mình đang quay mà nó muốn táp cái đường thậu luôn mấy bạn. Cái dùng mình đây là gắn này mình gọi là gắn lãi nha mấy bạn, còn có dùng thì kêu gắn hũ mây, kêu cũng có nhiều thứ tên lắm, mà mình đây là thường xuyên kêu gắn lãi. Dùng mình đây giờ thì gắn hũ hành với hũ ngựa đồ nó sẽ giảm mấy bạn, do là những đồng nghiệp đặt bẫy nhiều quá đó mấy bạn, cho nên nó còn lại rất ít, nó còn lại một số, nhưng mà mình đón cái con tha từ cái tháng 11, tháng gần Noel này nó sẽ có dính lại đó mấy bạn. Tại cỡ này hổ hành nó núp đó, tới tháng cỡ Noel nó sẽ ra, nó đi một chặng nữa là nó vô nó ủ đông luôn đó mấy bạn ơi. Nên mình đón thử tới đó coi có dính không, chứ hiện giờ thì nó chỉ dính mặt gắn lãi gắn nước với hổ ngựa, mà lãi với nước thì nhiều, hổ ngựa giờ cũng hơi ít nữa. Thôi mình nói nhiều thôi chơi ra, mình tạm ngưng video đây nha mấy bạn, đừng mình bắt nó ra tại mình vì lý do mình đi con mình ha, mấy bạn thông cảm nha. Rồi chờ một hơi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem và trải nghiệm. Rồi xin chào, xin dừng đây nha mấy bạn. Rồi nãy giờ mình lội 5-6 tay không dính mấy bạn ơi. Ở đây mình có con tay nè, này con ông chú ông đang xịt lương luôn. Có không chú? Dạ giết rồi, giờ con gì cũng bớt hết trơn ha. Đó bạn nhìn thấy không, chú ông xịt giờ. Rồi đằng đây mình có thả lưới luôn nha các bạn. Rồi bữa nay có dính nè các bạn ơi, tiếp tục gắn lãi nữa các bạn ơi. Dính đây còn chú, thằng chú đó chủ hầm đây dương cá đó các bạn, không hỏi đây mình dính con. Mấy bạn nhớ tờ lưới này được rồi không, được rồi cũng dính con gắn lãi nữa nè mấy bạn, thử rồi á. Có trứng, con này cũng có trứng nữa nè. Đợt rồi thì dính đầu này. Đợt rồi mấy bạn nhớ dính neo kia khúc chuối này không? Bây giờ dính khúc đầu này. Đây, gắn lãi này chắc cũng cỡ 3-4 chấm à mấy bạn ơi. Không bự hung mà cũng được rồi. Có dính là được rồi mấy bạn ơi. Cỡ này làm như hết mùa nó thất thu quá. Đi hổm gài không thấy hổ hành trên toàn là gắn lãi gì đâu không. Lội dưới muốn lãi luôn. Đây. Để quay ra con chú cũng xịt lương nhiều hơn mấy bạn. Ừ, có cũng có đó mấy bạn nhìn thấy không, có nấu chua được kìa đó, tinh thao đó. Gắn bự không? Dạ, gắn lãi cỡ 300g, 400g gì chứ. Đủ ngon rồi. Gắn lãi mà phải hổ hành đầu thì mình lãi mới có tiền nhiều. Lãi 300g thì giá trị rồi đó. Dạ, nó 150g lấy gắn nhất rồi chú. Vậy hả? Dạ. Trời, 300g thì cũng còn gì nữa, bằng lớn rồi. Nhỏ hơn, bài lớn cỡ nửa ký gắn lãi thấy chứ nặng lắm, nó nhỏ nhỏ chứ nặng lắm, tại xương nó to, nó dài nữa. Trong các loại gắn là gắn lãi là nó cái xương nó to hơn tả cho nên. Dạ. Rồi, quay lại trở lại mình gỡ con gắn mấy bạn ơi. Đây. Rồi vậy mình mấy bạn cho mình ngưng máy ở đây, mình gỡ con gắn này ra một hơi nữa mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại nha mấy bạn. Cho mấy bạn xem chứ còn giờ mình đi có một mình thôi cho nên mình phải ngưng máy mới được. Rồi, mấy bạn thông cảm nha. Nãy giờ mệt quá mấy bạn ơi.
lên tới bờ mảng cầu được rồi nè, clip trước mình có đi nè mấy bạn có thấy không, mình có quay mảng cầu cho mấy bạn xem đó, đó đã bao trái lự chân luôn mấy bạn thấy không. Năm nay mấy ông chủ vườn mảng cầu trúng lắm nha mấy bạn, do giá nó quá cao. Năm nay tính ra mảng cầu là đâu 30.000 ký hay gì đó mấy bạn ơi, 30 quê mình 30, 27.000 nữa. Năm nay mấy ông vườn mảng cầu ngon lắm bạn nhớ chỗ này phải không. Rồi thôi mình đi tới tay tiếp theo nha mấy bạn. Trong đây mình có ba tay nha các bạn, này là tay đầu tiên, chà có hàng mấy bạn ơi, một em lãi to quá, quá to mấy bạn ơi. Đây mấy bạn thấy nằm không, con này từ 4 chấm mấy nửa ký nha mấy bạn, 400g tới nửa ký. Cái khu vực bờ mảng cầu này là mình cũng nói thiệt với mấy bạn là kỳ hởm mình có một cái lần mà cái da con gắn hổ ngựa bự nó lột nó mấy bạn, mà mình dí nó hổm gài á, mình chưa thấy dính ở đây, nhưng mà cách bờ mảng cầu này khoảng 50m á mình đã dính con rồi, mà mình cũng nghi con đó nữa. Có con bữa hổm mình quay mà cái bụng nó có trứng đó mấy bạn, là con gắn hổ ngựa đó, đó nó cũng cỡ cỡ đó, con gắn bữa đó mình về mình căng được 950g. Còn cái con bên đây mình đoán nó cũng cỡ là từ 1 ký 1 ký mốt tới 900g làm dần đó đó, mà mình không biết mình bắt được chưa, nhưng mà phải con đó hay không. Nó cũng cách đây có 50m à, chứ hổm gài mình bố trí ở đây 4 ta lứ mà sao dính cử gọn con gắn lãi mấy bạn, nhớ vô bờ mảng cầu này nó chết ngắt không. Còn mới dính được con này còn sống nè. Đó, quậy đó, mấy bạn thấy thấy mình quậy chưa? Đây, con này mới dính nè, mới dính buổi chiều hôm qua. Quấn này mấy bạn thấy ghê chưa? Mấy loại gắn này nó mạnh lắm nha các bạn, mạnh mà nó nặng. Nó ngộ đó gắn lãi này nè, mạnh lắm. Ồ kìa kìa, nó kênh với mình kìa nè, thấy không mấy bạn thấy không? Đó, đó. Tay lưới mình giăng đây nè bạn, đó, tự đây lên tay lưới này là nó có 6 tấc nha mấy bạn. Lên tới cái đại đây nữa. Rồi mấy bạn cho mình tạm ngưng ở đây, mình gỡ chú gắn này ra cái nha mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem nha. Rồi ở đây mình có một tay nữa nha mấy bạn, ở đây ba tay nãy, một tay dính con mình mới gỡ mấy bạn coi đó, còn một tay thì không dính này, ngay cây mảng cầu này mấy bạn mới nhớ rõ nè. Đó, cây mảng cầu này được rồi, chết con này cũng trong bờ mảng cầu này nha mấy bạn. Mình dân có ba tay nè. Trời ơi, để bạn ơi, một cái hiện trường xảy con rắn nè mấy bạn ơi. Nè mấy bạn thấy mình ghim dây chì đây không nè. Dây chì nè, mà nó dở lên luôn nè. Lưới nó gói, nó quắn lại một cục luôn nè. Máu nó còn ở đây luôn nè mấy bạn thấy không. Đó, ở quên nữa. Mà mình quay bậy mấy bạn là lộn. Quay máy máu không được nha mấy bạn, vì YouTube nó không cho phép nha mấy bạn. Quá trời thế này bạn ơi, tiếc bạn ơi. Con rắn này là mình nghi con cái da rắn con bữa hổm này bạn, mình nãy mình cũng con dính nãy mình cũng đã nói với bạn đó, là do mình bố trí mình bắt cái con hổ ngựa đây đó. Con ngựa bự bữa hổm lột á, mà sao mình không thấy nó, mà giờ mình dính không gài hai gắn lãi rồi. Giờ lại đây tay lưới này thủng nữa rồi nè. Nó xảy rồi bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy một lỗ lưới mà mấy bạn thấy ớn không? Lỗ lưới nè. Đó, lưới mình cộng bằng mấy lớn đó, bằng lỗ nè, mấy bạn thấy máu nó để lại hơi ỉ này nào. Đó. Cái này mình không biết là người ta gỡ hay là nó xảy đây nữa mấy bạn ơi nè, da nó còn luôn nè mấy bạn. Nè, đó. Da miếng nào miếng nấy mấy bạn thấy nè, nè. Đó. Cái da lớp dưới không nè mấy bạn. Đó nè. Con này to lắm mấy bạn ơi. Thôi mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình đi tới ta tiếp theo có dính mình cho mấy bạn xem, quay cho mấy bạn xem đây. Nãy giờ thành quả mình cũng được 3 chú nha mấy bạn. Bữa nay đi nói chung là đây tới cuối mà nó dính được gì là trúng đó nha mấy bạn. Nãy giờ không chảy con này nữa là 4 con này mới to nè mấy bạn. Thủng lỗ lớn quá trời bự luôn nè. Nè. Để mình nói mấy bạn tin nè, nó thủng là nó giật cái đứt lỗ nó lớn nè. Nè thủng đây lỗ nữa nè. Đây lỗ. Đây lỗ, đây lỗ. Rồi mấy bạn thấy máu nó khô rồi mà nó đóng vô lưới mình không? Thôi quá tiếc. Thôi mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi, mình xử lý mình văng lại tay mới mấy bạn ơi. Tiếc quá. Đây, thành quả nãy giờ được nhiêu rồi. Rồi, mình tạm ngưng đi tới tay tiếp theo mình quay cho mấy bạn xem. Rồi, mình đi xuống tới bờ đu đủ nữa rồi nghe mấy bạn. Cũng khu vực quen thuộc luôn. Rồi đằng đây mình có một tay nha mấy bạn. Nãy giờ lâu quá quải mấy bạn ơi. Rồi, nãy giờ đâu 2-3 tay rồi. Dính cũng được nhưng được rồi mấy bạn ơi. Đây mình có dân lùm lùm lên tay đây. Đây có hàng mấy bạn ơi, hổ hành quá đã.
Wow, đã mà. Thấy tài lưới nó dính thêm đã không mấy bạn? Đây, mình đang chấm mình nên thấy cũng không có hung như mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy ngắn một thành đã không? Đây, đây cặn cặn tài lưới đây mấy bạn thấy không? Cái đại đây xuống đây, ra đây, dính đây cái đại nằm ngay đây luôn. Tài lưới này có 4 tấc nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy tài lưới đơn giản vậy mà dính con rắn to không? Con rắn này từ giá là 700 gram nha mấy bạn. Đây mấy bạn thấy cái phanh nữa không? Chà bá đây nè. Quá đã mấy bạn ơi, còn sống nha. Le lử nè. Nè để mình nói mấy bạn tin nó thọt vô đầu lưới rồi cái nó sưng cái đầu lên nè mấy bạn thấy không? Đó. Nó quắn một nùi lưới luôn nè mấy bạn. Hổ hạnh nó hay lắm. Tỷ lệ chết nó cũng ít lắm. Ây ui phanh đã mấy bạn ơi. Ui. Quá im mấy bạn ơi. Bữa nay là nói chung là vậy là trúng nha mấy bạn. Dính được hổ hạnh là mình có tiền rồi đó, còn ba gắn kia nó không có giá không nha mấy bạn. Hổ hành này như con này cỡ 700 gram này, quê mình giờ gắn này cỡ 400 420 ngàn ký nha mấy bạn. Quá đã mấy bạn ơi. Mình neo mấy tay lưới này lâu lắm nha mấy bạn, tại mình đoán nó có gắn hổ hành bự ở đây nên là mình neo lưới đây lâu lắm rồi đó. Bữa nay mới bắt được nó đó, tay lưới này từ hồi lúc dặn giờ cũng chưa dính con nào hết trơn á, mà hên chuột nó cũng không cắn. Chứ còn quê mình đồng lúa có nhiều đó mấy bạn, dữ lắm chuột luôn. Mỗi khi mà cái nhiên mình giăng lưới xuống ha mà dính không dính bữa hay bữa là chuột cắn à. Cho nên mình gian lưới này mình phải xiên lội, thứ nhất gắn ít chết, thứ hai nữa là mình phải chịu giá lưới, tại vì lưới chuột cắn mình đem về giá, còn nếu mình làm biến mình bỏ cái thì lưới mình hết trơn mà. Như kỳ hổm của mình gian 100 tay mà mình đem về mình giá lại rồi bỏ một số nha bạn, có khi nó cắn đứt hai cọng dây chuyền luôn, rồi nhiều khi nó cắn hết trơn lưới luôn, nó cắn lủng lỗ chân đó. Cho nên là mình gian lưới này mình phải xiên lội, người nào mà nản là cả nhi thua. Nhiều khi lộn cử dính con hay con cái chán là như có lúc nó cũng dính nhiều vậy, nhưng mình phải xiên lỗi mới được. Quá đã mấy bạn ơi, hổ hành. Rồi giờ mấy bạn cho mình tạm ngưng ở đây để mình xử lý con hổ hành này xong rồi mình đi tới ra lưới nào tiếp theo nó có dính mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem nha. Tại do vì lý do mình đi có một mình đó mấy bạn, cho nên mình làm nó cũng hơi chậm, rồi mình cầm chứ mình không có đem cái chân theo mấy bạn, nên mấy bạn thông cảm nha. Rồi mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Rồi tới đây tiếp tục mình đi tiếp nha bạn, nãy giờ mình cũng ngồi nghỉ một chút mấy bạn ơi. Khu này mình cái bờ này mình có giăng hai tay nha mấy bạn. Rồi mình đang đi về tới thăm luôn mấy bạn ơi. Nãy giờ mấy bạn cũng thấy rồi đó, là nó cũng dính được 4 con nha bạn. Bữa nay nói chung là trúng đó nha mấy bạn, được có hổ hành là mình thấy mình khỏe mình rồi mấy bạn ơi. Rồi, ở đây cảnh mình quên mấy bạn. Ôi rồi ta lính này có dính nha mấy bạn, có bà bác chủ cuộn kìa mấy bạn. Đó, bà đang bơi xuồng đi lùa dịch về đó nghe mấy bạn. Rồi, đây, đây, mấy bạn thấy gì chưa? Nằm một đống đây. Đây, quá đã mấy bạn ơi. Đây, còn đây thì xác một em chết, tờ nào nữa mấy bạn. Mình đi thăm mà mình thấy chết nè, mấy bạn thấy xương không? Đó. Cái này đợt trước mình mấy cử rồi mà mình không để ý nè mấy bạn, cỏ nó bịt bịt lại, bữa nay đã xịt thuốc cỏ chết rồi mấy bạn, nó mới lòi ra thấy cái xương nè, nó dính quắn này mình nhìn không kỹ các bạn. Còn đây đó, nó bị rẽ luôn mấy bạn, thấy nó rẽ luôn cái ta lưới đài mình thấy không. Đây đã không mấy bạn, đó thầm cử mà dính hai ba con cũng hạnh gì đó, anh em mình thấy khỏe nha các bạn. Bữa nay làm như mình đi mình cũng hên quá bạn. Mình sợ không dính không, nhưng mà như đi nãy giờ nói chung là mấy bạn thấy đó là một bọc như vậy nè. Đây. Đó, túi này là cũng cỡ 2 kg đó nghe các bạn, với con này nữa mà chưa hết lưới nữa nghe các bạn. Bữa nay mình quyết định mình đi một phát một cho hết lưới một ngày một luôn, để mình còn thời gian rảnh ấy thêm. Chứ còn như mấy hôm gà mình đi lần có 10 mấy 20 30 tay lưới là mình mắc công việc mình phải về mấy bạn. Còn bữa nay mình quyết định đi một cái một à, mình gom công việc lại cho nó tạm ổn đi, mình đi cái một cho một ngày, rồi cái nghỉ cái mình rảnh rảnh mình đi kiếm luồng mình giăng lưới thêm mấy bạn. Chứ giăng kiểu này quá trời ít lưới rồi, năm nay mình còn ở nhà đâu cả bao làm 500 tay lưới mà giăng được đâu có 100 tay, chuột cắn bọng gì còn được chừng 6 70 tay gì đó. Cho nên mình quyết định thăm bữa nay lội một mình ơi, mình lội cho nó giáp hết lưới luôn. Đây các bạn thấy ham chưa, đó thêm một em hổ hành nghe mấy bạn. Hổ hành này cũng to nghe bạn, hổ hành này cỡ nửa ký 6 chấm nghe bạn, cũng nửa ký đi chứ nhỏ hơn còn nãy chút, còn nãy thì cỡ 7 chấm, hơn 7 chấm mà. Quá đã này bạn ơi, con này mới dính buổi tối nha bạn, bạn dính thấy cái đầu phụ lên luôn không đó. Còn tay lưới mình mấy bạn thấy đã không, con khúc từ đây đến đây tay lưới này cũng có 4 tấc rồi mấy bạn ơi.
mình làm ở đây bờ nhỏ nhỏ đây mình không có văng dài, tại vì mình văng lâu năm rồi, nói chung mình cũng biết một số kinh nghiệm mà, cho nên mình chỉ đón hướng gắn đi là mình văng thôi, chứ mình đừng có văng khi mà dài quá cái nó lắng lên trên bờ người ta đi đá đạp đồ nó sập tài, thứ nhất thứ hai người ta dễ nhìn thấy lắm. Còn này mình văng là một đường nhỏ vậy thôi, cái bắt đầu người ta đi người ta sơ ý ít gặp lắm nè, như dính cái nó quắn này mấy bạn thấy trên đây nhìn xuống lá chuối không đâu nhìn thấy không đó, nó dính tự nhiên nó sẽ đưa đồ ra nó quắn cỏ gác của người cái nó xe lọn cho các bạn thấy xe lọn cho không lâu xuống à, cái mấy người đi ruộng người ta đi người ta cũng hạn chế ít có bị mắc rắn đồ nữa các bạn. Chứ còn nếu mà văng mà lưới dài là một, lưới trắng là thứ hai, mấy điểm đó là mình dễ mắc lớn nhất nha mấy bạn, nên lưu ý nếu mấy bạn mà muốn vô nghề này lưới là mấy bạn phải nhộm, thứ nhất thứ hai đừng nên văng dài, đừng nên văng cao, những điểm đó nó không có tốt như gì đâu phải không? Con rắn nó đi nhất định nó không bao giờ nó sẽ đi cao, mà nó đi là khoảng nó dính khoảng 3-4 mắt lưới trở lên là dính đó mấy bạn, chứ nó không có đi cao đâu đó. Mình văng lưới này mấy bạn thấy nè, cây đại cắm có một khúc mà mình cao gì nè là dính rồi. Rồi mà bây giờ mình cũng không nói nhiều nữa mấy bạn ơi, mình tạm ngưng đây rồi mình đi tới ta nào dính nữa mình quay cho mấy bạn xem ha, mình tạm ngưng để mình bắt rắn ra mấy bạn. Rồi rồi mình về cũng gần tới nhà mấy bạn đó, đây ngôi nhà của mình giống như mấy bạn đó, không dính nữa mấy bạn ơi, dính nãy giờ được nhiều rồi mấy bạn ơi. Đây thành quả sau một buổi mình đi thăm lưới đây mấy bạn ơi, được hai em hổ hành, ba em gắn lãi nha bạn, cái này chắc cũng cỡ chèm chèm 3 kg chứ không được 3 kg mấy bạn ơi, này 2 kg ngoài 3 kg đó, thì cỡ ba mình đón cỡ 3 kg đó lại đó, cặp ồ như vậy mấy bạn. Rồi vậy là nói chung mình đi thăm cử nạn vậy là cũng tạm trúng nữa nghe mấy bạn, do lưới ít quá mà vậy là cũng đỡ lắm rồi đó. À, bữa nay được hai con hổ hành nha mấy bạn, bữa nay có hổ hành là có tiền đó nha bạn, hổ hành bán có tiền hơn gắn kia mấy bạn ơi. À, rồi vậy mình cũng chào mọi người, mình cũng xin chào mấy bạn ở clip này ha, hẹn gặp mấy bạn lại ở clip sau nha. Rồi xin chào mấy bạn luôn, chúc mấy bạn xem video vui vẻ nha mấy bạn, và nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em của mình nha mấy bạn. Rồi thôi chào. Rồi chào tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp lại ở clip sau.